Tiếp theo em test đôi loa Denon SC101 ghép với lại Chromly Pioneer SA6850. Về hình thức đôi loa với lại con âm ly này còn rất đẹp các bác nhé, khá đẹp luôn. Sau đây em ghép, em thử nhạc cho các bác xem. Mà em ghép thử nhạc luôn trên điện thoại, không cần phải CD, nếu mà nghe được CD nên còn chuẩn chất nữa. Sau đây em chạy thử. Bộ này em bán với giá 6 triệu các bác nhé, 6 triệu gồm một âm ly và một đôi loa. Đấy là giá thấp nhất, bác nào lấy được thì alo cho em theo số điện thoại 0982 246621. Giá em đưa lên đây là giá thấp nhất rồi, bác nào lấy được thì alo, không mặc cản. Xin cảm ơn. Thank you.
đánh các thể loại nhạc nhé. Xin các bác em đã test đến đây, em tạm dừng. Chào các bác.